Đây là chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, chuyên viên ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Đức. Trước đó thấy người hơi uể oải nên chị mua bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 về kiểm tra và phát hiện que test nhanh hiện lên hai vạch đã bị nhiễm bệnh. Nếu như trước đây chị Kiều bị bắt buộc phải ở nhà cách ly cho đến khi xét nghiệm lại chỉ còn một vạch, thì nay với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho phép F0, F1 đi làm từ ngày 9 tháng 3, chị Kiều đã báo với trưởng ban của mình để xin phép được bố trí nơi làm việc tại cơ quan. Từ ngày 9 tháng 3, Long An là tỉnh đầu tiên phổ biến chủ trương để các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Và việc sử dụng lực lượng lao động này cũng phải được dựa trên tinh thần tự nguyện của người lao động, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc cấp xã. Thì đến thời điểm hôm nay thì phát hiện 4 trường hợp F0. Thì trong đó thì một cái trường hợp có triệu chứng nhẹ thì ban đốc đã bố trí viên chức này tại cái phòng họp của đơn vị, thì bố trí nơi không gian thông thoáng để làm việc. Còn ba cái trường hợp F0 còn lại không triệu chứng á, thì ban đã phân công đi thực hiện cái nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu chuyên môn.